Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay buổi sáng em ra thăm vườn, sẵn tiện em quay xung quanh vườn của em trồng những loại rau gì cho tất cả các anh chị và các bạn xem cho vui nha. Đây, đầu tiên là cải xanh. Cải xanh này em gieo hạt đã được 3 tuần, rất là tươi tốt luôn. Hôm nay nhìn rất là lớn. Đây, mấy cái thùng này cũng là cải xanh luôn. Em được tổng cộng là 6 thùng cải xanh. Thùng nào cũng rất là tươi tốt. Cái thùng bên đây nhiều ánh nắng quá, bởi vì cái lá, nhiều lá nó bị vàng. Thùng bên đây thì quá trời tốt luôn. Còn phía trong đây là bí ngồi. Bí ngồi thì em được 3 cây bí ngồi, cũng rất là tốt. Cây phía này quá trời lớn luôn. Cây bên đây có trái, hiện tại thì được 3 trái. Hôm bữa là bị rụng hết 2 trái. Đây, hiện tại được 3 trái bí ngồi, với thêm mấy cái trái nhỏ phía trên chưa có nở hoa nữa. Phía bên đây cũng một cây. Cây bên đây thì mới có bông. Đây, còn trong mấy cái chậu nhỏ này là mấy cây ớt. Cây ớt này em trồng bằng hạt, hôm nay cũng đã lớn rồi. Còn hai cái chậu trong đây là cây táo. Cây táo này em ăn trái táo, cái em cũng lấy hạt em trồng, bây giờ cũng đã cao như thế này. Phía trong này thì là rau húng lủi. Rau húng lủi này đợt hổm em đã cắt một lần, ăn rất là nhiều luôn. Bữa nay thì nó cũng mọc được bao nhiêu đó. Còn cái này là cải xoăn. Cải xoăn này em trồng chỉ được mới có 3 ngày thôi, mà bữa nay cũng nó cũng mọc ra rất là nhiều lá non. Em được 6 cây cải xoăn. Bên đây thì rau cần. Rau cần này em cũng được 6 bụi. Một bụi như thế này thì nó có rất là nhiều cây, nó cũng đang phát triển. Hai cái thùng này cũng là cải xanh. Cải xanh đây. Thật sự cái cải xanh như vậy á, mình ăn cũng được rồi, nhưng mà em sẽ để cho nó lớn một chút xíu em mới thu hoạch. Cải xanh nhỏ nhỏ thì ăn cũng rất là ngon. Còn cái thùng phía bên đây là rau dền. Rau dền này em trồng khoảng 2 tuần rưỡi, nó cũng đang phát triển rất là cây rất là lớn. Đây, lá cũng sum suê luôn. Còn cái này là tía tô. Tía tô năm nay lá làm như không có được lớn lắm, với lại cây đất ít quá mà tía tô mọc nhiều quá nên cái lá không được lớn lắm. Chứ mỗi năm á, tía tô quá lá lớn thiệt lớn luôn. Năm nay lá hơi nhỏ. Mà cái tía tô này rất là dễ trồng. Mùa hè á, thì nó sống lại, mùa đông thì nó chết. Mấy cái cây này nó ra bông. Mấy cái bông tía tô này á, mai mốt nó rụng xuống là nó lên rất là nhiều. Tía tô này mọc rất là nhiều chỗ luôn. Ở đây cũng có vài cây tía tô nó mọc ở trong gốc như thế này, không có cần đất luôn. Có chút xíu như nè là tía tô nó đã mọc lên rồi, rất là dễ trồng, không có cần phải tốn thời gian chăm sóc. Phía trong đó em cũng có vài cái cây rau húng quế, hôm nay cũng phát triển rất là tốt.
cây này là cây hoa anh đào, hôm nay phát triển rất là lớn. Hoa anh đào thì mùa này không có bông, hôm trước nở bông rất là đẹp luôn. Còn đây là cây cà chua. Cà chua này hôm bữa em mua cây con về trồng, bữa nay thì nó phát triển rất là tốt luôn, nó đã có nhiều cái bông nhỏ nhỏ ở phía trên. Còn đây là cây ớt. Cây ớt hôm nay ra rất là nhiều trái, tạm thời là được 6 trái. Trái rất là to. Phía bên đây cũng là ớt. Bên đây cũng là ớt luôn, mà cái này là ớt chuông. Ớt chuông hiện giờ cũng đang có trái, được 4 trái. Đây, 4 trái ớt chuông. Trên đây cũng có nhiều cái trái nhỏ nhỏ, cũng đang ra trái nhỏ nhỏ nhiều lắm. Phía trên có rất là nhiều trái nhỏ phía trên đây. Còn cái này là rau, đây là rau húng quế. Rau húng quế này là em trồng bằng hạt, bây giờ thì nó đã ra nhiều cái lá nhỏ phía trên. Cái thùng này cũng là rau húng quế, đây ra lá rất là nhiều. Còn cái này là rau muống. Rau muống thực sự trồng rất là khó lên. Em gieo hạt một bọc hạt rau muống mà nó lên chỉ được có vài cây. Hôm nay thì nó cũng được bị cao đây. Nhìn mấy thùng cải xanh tốt quá chừng luôn. Em có cây hoa hồng rất là nhiều bò bông luôn. Đây màu cam rất là đẹp. Cái hoa hồng này là của hồi năm ngoái, mùa đông chết cái mùa hè sống lại, với nó cho ra rất là nhiều bông, bông rất là đẹp luôn. Phía trong này thì em trồng rau xà lách. Xà lách này em trồng trong mấy cái canh sữa 2 lít. Đây, rất là xanh tốt luôn. Ở đây cũng có một chậu rau húng quế. Đây cũng là xà lách. Xà lách này có thể thu hoạch được. Đây là loại xà lách tím với lại xà lách dúng. Em trồng trong cái can sữa 2 lít luôn. Rau xà lách của em trồng rất là xanh tốt luôn. Bên đây nữa. Còn cái này là rau ngò gí. Ngò gí này hôm trước em đã thu hoạch hết rồi. Bây giờ thì nó đã lên nhiều cái cây con. Đây, ở đây em cũng có một cái chậu rau ngò gí rất là tươi tốt. Vài hôm nữa em sẽ thu hoạch cái chậu này luôn. Rất là tốt. Phía trong này thì em có một bụi rau găm. Rau găm hôm nay thì rất là cao luôn. Vài hôm nữa em cũng sẽ thu hoạch hết luôn cho nó ra cái khác.
chứ mình để mà mình không thu hoạch á thì nó bị già, nó hết ngon. Phía bên đây thì em cũng có một thùng cải xanh. Còn đây là rau xà lách son. Xà lách son này em mua hạt về em gieo trực tiếp trong cái chậu này. Hôm nay thì nó lên được mấy cây nhỏ nhỏ như thế này. Dạ, có hai cây này rất là lớn, đã có bông. Bông xà lách son cũng rất là đẹp, nhỏ nhỏ màu trắng, với lại có trái. Chắc em nghĩ là cái hạt nó nằm ở trong cái đây. Bông xà lách son rất là đẹp. Ở đây cũng có rất là nhiều cây con mọc, đang mọc lên đây. Rất là nhiều cây con. Vườn nhà em cũng không có lớn lắm đâu. Em trồng chỉ được vài loại rau thôi. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của em. Mong rằng tất cả các anh chị và các bạn thích video này và tiếp tục ủng hộ kênh của em bằng cách bấm like, đăng ký theo dõi nha. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn vào video kế tiếp nha.